Wow, má ơi thèm quá. Hàng rất là hiếm. Hôm nay em sẽ xin phép ăn nguyên một bộ ngầu bín kèm với lại ốc heo. Em được một người bạn anh quý nên thì anh tặng cho em. Hi, xin chào các bạn, lại là Nga Sumo của các bạn đây. Hôm nay thì em có một cái món ăn, đó là gọi là cái món mà ngẩu bính ngũ vị kèm ốc heo. Ở đây thì có rất là nhiều người đã biết ngẩu bính là gì đúng không ạ? Mà cũng có một số người thì không biết ngẩu bính là gì hết. Thì thật ra ngẩu bính là một bộ phận sinh dục của bò, trâu, dê, hươu, nai. Thì ngẩu bính có tác dụng là tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới và đặc biệt là tốt cho phụ nữ chúng ta về khả năng là yếu kém về cách đậu thai, mang thai. Bên cạnh đó những cái như là ra mồ hôi tây nè, suy nhược cơ thể, ăn không ngon, ngủ không yên và đặc biệt là về tiếng niệu của chúng ta. Nó có thực sự là tác dụng như vậy hay không thì không biết. Nhưng mà đa số chúng ta hay nói một câu là ăn gì thì bổ nấy. Và sau cái chương trình này á, thì em cũng xin phép thông báo với các bạn một tin tức nhỏ. Đó là tuần sau em sẽ có một chương trình là ăn ở ngoài đường phố. Ăn món gì thì em hy vọng là các bạn sẽ theo dõi em để mà biết em ăn gì. Trước mặt các bạn là có ốc heo. Tổng ở trong đây là 20 bộ và em đã lấy tất cả những cái gân máu rồi. Các bạn nhìn ốc heo sẽ rất là sạch sẽ ha. Ốc heo rất là tươi. Đây chính là ngầu bính nha các bạn. Món này rất là ngon và bổ dưỡng. Mình sẽ trần sơ qua để khử cái mùi tanh của nó. Bây giờ em sẽ tẩm gia vị cho ốc heo. Đây là cải thảo em đã băm nhuyễn ha. Trộn vào. Đây là cái thành phẩm của em. Đây là ngẩu bính ngựa, rất là hiếm nha các bạn. Kế bên đó là em tổng cộng ở đây là 24 bộ ốc heo. Em sẽ cố gắng thử bản thân mình một lần nữa, xem thử em ăn có hết hay không ạ. Và đây là một chén súp, súp cải thảo trứng. Và bên đây là trong cái chai này thì đã có tổng cộng là 2 chai bia. Và nếu mà em uống hết thì em sẽ tiếp tục thêm một chai cho trong đây nữa. Sơ bộ của em là có thêm 2 phần nước chấm. Thì em không biết là các bạn có muốn ăn nước tương dầu hào hay là muối ớt thì các bạn tùy khẩu vị của mỗi người ha. Thì bây giờ em xin phép tại vì em đói bụng quá rồi. Đây là cải chua nha các bạn. Rất là ngon. Cái món này em đã trông chờ từ rất lâu rồi. Chưa bao giờ em ăn như vậy hết. Hầu như những cái món mà em nói bữa giờ chưa bao giờ em ăn cái số lượng như vậy hết. Em đầu tiên em sẽ thử chấm nước tương. Quá dài nữa các bạn. Quá xè. Ok nhá. Mình xin phép. Đây là muối ớt. Ăn miếng hành lá như vậy, rất là thấy cái tươi như vậy, các bạn sẽ bị ghiền á. Em thử cái món ốc heo của em nha. Đây là cái nước cốt của nó ra đó các bạn. 25-26 bộ ốc heo. Trời ơi má ơi ngon quá má ơi. Ngon quá. Ốc heo á, mình có cách làm của mình á, không nhất thiết phải là bỏ gừng. Nó vẫn có thể là không có làm cho ốc heo bị tanh nha các bạn.
có nhiều phương pháp lắm, mỗi người một phương pháp, miễn sao mình thấy ngon là được. Mời cả nhà nha. Wow, em thích ăn cay lắm các bạn. Cái này làm cho trẻ em ăn cũng rất là dinh dưỡng cho sự phát triển não của các bé. Còn người lớn của mình, những cái người mà hay bị như là ngủ không được nè, đau đầu, suy nhược thần kinh, các bạn cũng nên ăn cái này nhé. Dưa chua. Đây em ăn một cái bộ mà khủng khiếp như vậy. Lâu cải thảo này các bạn có thể ăn sống nhé. Dưa chua. Có nhiều bạn nói em ăn nhanh quá. Thật ra là cái đó là em tự đặt cho mình cái thời gian mình ăn được bao nhiêu lâu và ăn được bao nhiêu. Còn hôm nay em sẽ ăn từ tốn cho các bạn xem nhé. Thật ra cái này nó ngon cũng như là gân bò vậy các bạn, cũng không có khác mấy, nhưng mà nó lại có một cái độ dẻo rất là dẻo trong. Nó thật là khổng lồ á, siêu to siêu khổng lồ thật. Hồi sáng nó 26 bộ ốc heo mà em làm, em ngồi em lấy cái gân thôi cũng phải 2 tiếng mấy. Quá. Cho nên nhìn món ăn đơn giản nhưng mà thật ra tốn rất nhiều thời gian các bạn ạ. Mình nấu cái gì em không cần biết là nó ngon rẻ như thế nào, quan trọng là mình phải để cái tâm vào trong nó. Các bạn có nghe tiếng dưa chua của em nó giòn. Cái này là dưa chua của người Hoa làm nha các bạn, chứ không phải của người Việt Nam này. Cái này đó, nếu mà trời lạnh lạnh các bạn nấu cháo trắng ăn kèm với nó rất là tốt, rất là ngon. Hôm nay em quay chương trình là khi phát sóng là có thể làm sau cái mùa Halloween 2-3 ngày rồi đấy. Nhưng mà em cũng kính chúc cho mọi người có một cái mùa Halloween thật là vui nhá, vui và nhiều điều bất ngờ hạnh phúc đến với các bạn. Ngon không tưởng tượng.
Đây là người ta gọi là tinh hoàng của nó nha các bạn. Chưa bao giờ mang thử á. Vị của nó cũng như là một miếng gan mà các bạn sắc cục cục như vậy nè. Để mà nấu cháo lòng á, nhừ nhừ á. Hiểu bạn nè. Đó. Đó. Nãy giờ ăn đừng no rồi mà không ăn hết được cái ốc heo là sao chết á. Cố lên. Thế là vừa rồi em có đọc một cái câu nói rất là hay. Có thể khả năng của một con người á có giới hạn, nhưng khi mà mình gọi là một cái, các bạn đã nghe qua từ mà tự thôi miên bản thân mình chưa ạ? Tức là có những trường hợp là mình sẽ biết là mình sẽ không làm được điều đó, nhưng khi mà có một cái hoàn cảnh nào đó ép các bạn vào trong đó hoặc là thôi thúc các bạn vào trong đó thì các bạn sẽ làm được. Ví dụ bình thường em đâu có nhảy qua được cái hàng rào nửa mét đâu chị. Các bạn thử mà chó rượt em coi, em bay qua luôn á. Thôi em tự nói bản thân mình, bình thường em cũng không ăn được nhiều như vậy đâu. Nhưng mà khi mà em làm chương trình em sẽ nói, em sẽ nói là Nga ơi, cố lên, mày sẽ làm được. Cần cho thảo trứng nha các bạn. Nên đây mấy anh chàng mà thấy em ăn cái này, không biết mấy anh chàng có suy nghĩ gì không? Ai có muốn ý kiến thì nhắn tin gì cứ thoải mái nhắn cho mà kênh YouTube của em nhé. Rất là ngon. Nhưng mà nhờ lại bổ. Em làm biết bổ gì nhưng mà không bổ ngang thì chắc cũng bổ dọc. Em không biết làm sao chứ em ăn cái gì cũng phải có sức. Em ăn cơm cũng phải có canh, làm cái gì cũng vậy. Nếu mà em ăn khô quá em ăn không được. Cái này là hai bộ các bạn. Nó rất là lớn. Nhìn trong màn hình các bạn không thấy nó lớn không? Mà khi ra ngoài các bạn sẽ thấy nó lớn khủng khiếp.
Có nhiều bạn nói là chị ơi, chị quay xung quanh cuộc sống của chị xung quanh đi, chị quay đường phố đi chị. Không phải là em không muốn, nhưng mà thời gian mình còn nhiều việc làm á, bận á các bạn. Mình sẽ hứa, nhưng mà mình hứa là mình sẽ cố gắng làm trong thời gian sớm nhất. Các bạn đón xem nhé. Miếng này nữa là hết hai bộ rồi các bạn. Để giống như là thịt nạc của phần bò ngựa nhá. Rất là thơm nha. Các bạn nhỉ? Thịt đó rất là thơm, rất là đỏ au nha. Món này để mà mua cũng khó mua lắm ạ. Em được một người bạn ảnh quý em thì ảnh tặng cho em, cho nên trong chương trình này em cũng gửi lời cảm ơn ảnh nhé. Ngon. Các bạn lâu lâu nếu mà có dịp hoặc là gì đấy, các bạn hãy nấu thử những món này cho gia đình, cho những người bạn, các bạn thân yêu, cũng như là chăm sóc sức khỏe cho những người thân bên cạnh của các bạn nhé. Chồm tới tí nha, sai quá. Trong này ngoài 26 bộ ốc heo ra còn có cải thảo, băm nhuyễn và 3 củ cà rốt nữa các bạn ạ. Bê lên tới gần em cho em dễ ăn. Rất là thơm. Em không cần phải bỏ gừng trong món ốc heo này vì nó đã có cà rốt rồi. Kèm theo hành lá, tiêu, một số ít gia vị nữa cho nó ốc heo nó cũng không có tanh. Em mà ngày trước em coi chương trình, em thấy mấy anh mấy chị làm YouTube em cũng ngưỡng mộ lắm. Em suốt ngày em cứ ngồi em coi thôi. Bữa nay em cũng không nghĩ là chính mình lại là cái người bắt đầu theo những bước chân của anh chị. Cho nên á, có những cái mình sẽ không bằng, có những cái thiếu sót rất là nhiều. Nhưng em hy vọng là các bạn nhìn thấy được cái sự cố gắng của em từng ngày. Còn canh á, canh cải thảo xanh á, có tác dụng là hàn nhiệt, giúp cho mình khí huyết lưu thông với lại mát gan. Còn á, đồ ăn á, em nấu sẽ không có theo cái kiểu mà quá mặn và quá ngọt hay cái gì hết. Cho nên lúc nào em cũng sẽ có kèm những cái nước chấm tùy khẩu vị của mỗi người các bạn nhé. Thì các bạn muốn nêm như thế nào thì các bạn nêm, mình thấy mình ăn được, ăn ngon là ok.
canh thì lúc nào em cũng nấu nhạt lên một chút. Cà chua nữa các bạn. Trong mỗi bữa ăn các bạn nên ăn một ít đường cà chua hay là ớt cay đó, nó sẽ kích thích vị giác của mình. Cái gì? Còn khi mà các bạn muốn hỏi em tại sao mà làm cái món ốc heo này, là ăn cái vị nó ra sao, thì em cũng xin phép nói luôn. Trong ốc heo nó là một cái gọi là bổ dưỡng cho não của mình. Vì ốc heo thì lúc nào thì nó cũng có một cái vị béo. Béo không phải là béo ngậy đâu ạ. Nó chỉ là một cái vị béo bùi và có một tí gì đó gọi là hơi sần sần một xíu. Nó tạo cho mình cái cảm giác là mình, nếu như mình ăn ít thì nó cũng ok, mà ăn nhiều thì nó cũng không sao hết. Các bạn cứ thoải mái, nhất là cho trẻ nhỏ. Ốc heo ở Việt Nam á, chế biến nhiều thứ lắm. Nào là ốc heo chân cách thủy nè, ốc heo hầm chân bí đỏ, ốc heo nhồi gà ác, tìm thuốc bắc, nhiều lắm, nhiều các loại lắm. Ăn gì bổ nấy mà các bạn. Cho nên thời gian, bữa nay em không có limit thời gian cho nên em cứ ăn thong thả. Cà rốt quyện với nó tạo cho cái vị ngọt tự nhiên các bạn. Hành á thì làm cho vị ốc heo nó có độ thơm hơn. Trong này có mùi tiêu nữa, nó lên một cách rất là làm em cảm giác mình ăn vô nó nồng nồng nàn cái cổ mình. Dạ. Em sẽ ăn hết cái này, sau đó em sẽ uống hết 2 chai bia trong cái vại này và ăn súp cuộc đời của cuộc đời em. Hai 16 bộ ốc heo không có ít đâu nha các bạn. Dưa chua này ngon rồi đó. Cái dịp nào mà các bạn thấy em bứt cái bịch đi rồi, rồi bữa sau em show cho các bạn coi cái bịch nó như thế nào. Có dịp các bạn mua ăn thử, rất là ngon. Chơi hết luôn nha các bạn. Chơi hết luôn á. Chơi khô máu với nó luôn. Bên cạnh ăn uống dinh dưỡng các bạn nhớ ra là phải rèn luyện thể thao nhé. Ngon quá. Trên cả tuyệt vời. Quá đỉnh. Dừng anh ơi. Em mất đáy quá. Em hết nín nổi rồi.
giờ uống bia mình sẽ tháo bao tay rồi mình sẽ uống bia. Xem hết chính sách này nha các bạn. Rất nhiều. Đơn giản là cái độ ngọt của cải thảo thôi, không cần phải bỏ đường hay làm bột ngọt gì đâu nha các bạn. Nhà em có ông anh, anh biết em ăn được á, anh mua cái gì cho em nó cũng giống như là siêu to siêu khổng lồ vậy á. Có dịp nào các bạn ăn chung với em nhé. Wow, còn bia nữa nào. Mình thích thì mình nhích thôi, có nên rót không các bạn ạ? Nhưng mà rót này vô nữa thành 3 chai đó các bạn. Em thử cố gắng xem sao. Ok, em xin phép mời cả nhà nha. Thơm á. Lạnh quá. Hơn nửa chai các bạn. Quá đã. Quá đã, quá đã. Là em đã hoàn thành xong cái chương trình thử thách của bản thân mình, đó là ăn 26 bộ ốc heo cùng với 2 bộ ngẩu bính của ngựa. Bên cạnh đó là 3 chai Corona và 1 chén súp. Thì cũng như mọi chương trình, em đã cố gắng em vượt qua cái bản thân của mình, thử coi mình có thể vượt được tới đâu, đi được bao xa. Thì em cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng em và luôn động viên, có những cái lời góp ý chân thành nhất. Và thật sự em rất cảm ơn những cái lời góp ý đó. Và em xin hứa là em sẽ cố gắng hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn trong thời gian sắp tới. Mỗi ngày đều phấn đấu một chút. Em sẽ theo yêu cầu của mọi người, em sẽ làm một cái chương trình món ăn đường phố. Và nội dung em ăn cái gì thì các bạn theo dõi sẽ rõ nha. Và nên nhớ một điều nha các bạn, không phải món ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích. Đừng chú ý vào cái tay này của em, hồi nãy là em làm đồ ăn mà bị phỏng một xíu thôi. Thank you.